Khi còn nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn. Ta muốn bước ngay vào thế giới mênh mông đó cùng với những quyền vô hạn định. Nhưng sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Không ai có thể cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta phải hoặc được thành người lớn ấy, khoảnh khắc ta trở thành một người đàn ông hay một người phụ nữ thật sự, trước sau gì cũng đến. Và cùng với nó là bình yên và sóng gió, hạnh phúc và đắng cay, niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai dẳng. Những điều ta kỳ vọng và cả những điều ta không hề chờ đợi đều hứa hẹn sẽ đến theo. Còn những ngày tháng thơ dài xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi, vô phương níu kéo. Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tác giả Phạm Lữ Ân. Mỗi chúng ta ai cũng sẽ lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Sẽ có rất nhiều kỷ niệm được khắc ghi trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, ký ức về thời niên thiếu có lẽ sẽ là những kỷ niệm ngô nghê và khó thể nào phai mờ. Mặc dù khoảng thời gian ấy đã qua đi, nhưng thật may mắn khi giờ đây, Book Academy và các bạn, chúng ta đang ngồi lại để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đầy thú vị về ký ức tuổi thơ, như một cách níu giữ thời gian và bồi dưỡng tâm hồn. Với chủ đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một vị thính giả giấu tên đã gửi đến Book Academy một lời nhắn. Gửi tất cả những ai đã từng là trẻ con, đôi khi đã 30, thứ người ta thương nhớ nhất lại là chính mình của ngày xưa. Những tuổi thơ sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã được sống trong một thế hệ chưa có công nghệ, được lớn lên trong những trưa hè nắng nóng đi bắt ve sầu, được tự mình thu nhặt lá cây để xây cho được một túp lều tránh nắng, được chơi rong trốn tìm, vân vân và mây mây. Và điều mình thích nhất là được chơi đá banh cùng lũ con trai. Mệt thật đấy, nhưng thắng chúng nó thì oách phải biết. Có lẽ thời gian càng trôi thì mọi người càng trở nên thay đổi. Thế hệ con người cũng vậy. Thời đại thì đã thay đổi tân tiến hơn, nhưng trẻ con thì bao giờ cũng vậy, đáng yêu và hết sức ngô nghê. Trẻ con không đáng trách, vì người lớn nào cũng từng là trẻ con, và trẻ con nào rồi cũng sẽ trở thành người lớn. Những khoảng thời gian đó, tuổi thơ ngây ngô là một phần của ngày hôm nay. Tình cờ nghe lại bài hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ trong một buổi chiều công việc đã xong xuôi, mình đặt tay lên cửa kính của một quán cà phê và nhìn về phía xa xa của thành phố. Giá như mình có một vé đi tuổi thơ. Trong cuốn truyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác giả nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc một chiếc vé để tua ngược thời gian về những năm tháng tuổi thơ phong phú và dữ dội. Câu chuyện của bốn nhân vật chính là Tủn, Tỷ Sủng, Hải Cò và Cu Mùi vẽ nên một thế giới mộng mơ chỉ lớn bằng khu xóm nhỏ, cùng với những trò đùa cho tới những rung động nhẹ nhàng. Trẻ con, đứa nào cũng từng một lần tin vào kho báu và đi tìm kho báu. Đứa nào cũng từng gắn bó với một chú chó con để rồi khóc òa khi chia tay nó. Trẻ con cũng có những tình cảm dễ thương như cách ghen tuông vô cớ của Cu Mùi dành cho bé Tủn. Đứa nào cũng từng trách móc ba mẹ, hậm hực về nguyên tắc người lớn luôn đúng. Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà, đến nhà ga xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, vé hạng trung. Người bán vé hững hờ, khe khẽ đáp, hôm nay hết vé. Chiếc vé xe về tuổi thơ sẽ luôn hết vé, liệu có ai có đủ thời gian để đợi hay không? Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết, để sống tốt hơn thì chúng ta phải học làm trẻ con trước khi làm người lớn. Quả thật, khi ở giữa cuộc sống hối hả và bận rộn ngày hôm nay, thì con người vẫn cần những ký ức tuổi thơ để dừng lại, để suy ngẫm và để chiêm nghiệm trước khi trở thành người lớn. Mình nhận ra một điều, tua lại thời gian là việc không thể, nhưng điều có thể là thay đổi góc nhìn của người lớn về trẻ con. Để hiểu được trẻ con thì người lớn phải làm bạn với trẻ con và nhìn thế giới bằng đôi mắt của chúng. Ở trong cuốn sách Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đó là lời tự sự của một cậu bé 10 tuổi, nhưng hay suy nghĩ triết lý. Cậu bé không nói quá nhiều, chính cậu đã thay đổi tư duy của mình và của không ít người, đã
đang và sẽ trở thành những bậc phụ huynh. Cái nôi nuôi dưỡng cậu bé là bố mẹ giàu lòng nhân ái, tinh tế trong từng hành động, từng sự cảm nhận và sẻ chia. Cậu có cả một khu vườn, nơi mà bố đã dạy điều tuyệt vời. Bố dẫn cậu ra vườn, bảo: nhắm mắt và đoán tên. Ban đầu thì cậu toàn đoán sai. Bố nói: không sao cả, dần rồi con sẽ đoán đúng. Thật vậy, từng ngày rồi từng ngày, cậu đã đoán chính xác tên của từng loại hoa trong vườn. Từ khu vườn nhà đó, cậu đã học được cách cảm nhận cuộc sống xung quanh. Vui có, buồn có, cậu học được cách đồng cảm với khiếm khuyết của những người xung quanh, với ông Tư hàng xóm. Cậu học được cách chia sẻ từ cô Hồng qua lời dặn của mẹ. Khi một ai đó buồn, họ cần nhiều người để chia sẻ. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác sẽ vui hơn. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Thế nhưng là trẻ con nên cậu đã mắc phải những lỗi lầm. Cậu đã có những lời lẽ không tốt với ông cháu lão mù ăn xin. Để khi quay lại xin lỗi thì họ đã đi rồi. Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, thì chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình. Là lời bố đã dạy cậu. Cậu sẽ nhớ mãi người bạn chưa từng biết tên ấy, cùng nỗi ân hận về một lời xin lỗi chưa kịp nói. Một vé đi tuổi thơ, sao khó quá người ơi. Nếu được quay trở về thời học sinh, thì điều mà các bạn nhớ nhất là gì? Với mình thì đó không phải là điểm số, mà là những xúc cảm không hề khô khan hay tẻ nhạt. Những thứ mà mình nhớ là những niềm hân hoan nhiều hơn là nỗi lo thi cử. Cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả cũng là một chiếc vé đưa mình quay trở lại thời học sinh với nhiều tâm tư đồng cảm với nhân vật chính Enrico, một cậu học sinh lớp 4. Thông điệp từ cuốn sách cũng là bài ca về sự nghiệp trồng người tinh tế và đầy nhân văn, là những bức thư của phụ huynh viết cho con em để nhắc nhở lỗi lầm là một thời kỳ hồn nhiên, ngây thơ, khoe những đồ chơi mới, bắt đầu biết ngỗ nghịch với lũ bạn và biết rung động xuyến sao. Nếu được viết về tuổi thơ, có lẽ là khoảng thời gian không biết nghĩ suy lo âu gì. Tuổi thơ ai cũng ham chơi hơn ham học, luôn làm những gì mình thích, những gì khiến mình cảm thấy vui vẻ, vô tình một cách ngây thơ bỏ qua cảm nhận của người lớn. Khi bé mình tin tưởng và sống không hoài nghi, vì cuộc đời trong đôi mắt trẻ thơ sẽ bắt đầu bằng những gam màu rực rỡ. Màu vàng của nắng, màu xanh của cỏ cây, màu bạc ngàn của biển. Thấy đẹp là reo hò lên trong sung sướng, thấy đau là khóc trong tận cùng của nỗi niềm. Lớn hơn thêm một chút, bỗng nhiên những gam màu của cuộc sống bị biến dạng dần. Vui cũng chẳng đáng để hò reo, khóc không có nghĩa là ngã và đau. Một vé đi tuổi thơ, vé đi thôi không cần quay trở lại. Canada, ngày 26 tháng 5 năm 2020.